giả thứ ba. Tôi nhớ kẻ thì mình sẽ chui lắm. Cũng đã chương hàng gió tiếp về đây. Đi kính bà nghe một câu chuyện ban đầu một người con gái chuyện thương đau của một kẻ chết đắng chân đêm qua tôi có về ngang nơi hò hẹn cô thì thấy người con ấy đã chán trong ông là ai mà làm cho tôi trên vàng vàng gầm thôi hãy đi đi ông hãy đi đi bà ơi tôi sẽ ra đi để tiễn đưa mùa thu vào trong những một giấc mơ buồn rồi một chiều nào đó tôi dừng chân nơi quán lạ thì xin bà dừng lại phút giây hoài niệm kẻ đang chân. Một cuộc sống bên trời đầy cô độc như một loài chim buồn lạc lõng giữa đêm dương. Bà ơi, có một phút giây nào bà chẳng nhớ thương một kẻ được cùng bà thề thì bà cũng quay về nơi kỷ niệm cho nhau dài dọc lẽ ban đầu. Đường dài kỷ niệm cho tôi đến đây chúc mừng bà đẹp hôn lại vô vàn thì bà hãy quên đi những gì đêm gặp gỡ cho mong trời ta không bờ ngỡ mong không tôi đây đứng bên lề hạnh phúc qua tiếc thương chi con đành xa biệt mong mấy nào rồi cũng tàn cuộc giữa đêm chưa vậy thì thôi đường bà đi đường tôi bước chẳng có quan hà một buổi
là lúc bà của mình yêu mến một trăm giờ mấy đứa con thơ. Còn tôi với cuộc đời không định thương, bồi trong hồ mình vui lắm.